mệt mỏi lắm. Đúng rồi mọi người đến trực tiếp đi ạ, vừa đến trực tiếp. Chú em mặc đồ trắng đẹp hơn đồ đen. Lâu mình phải thay đổi một chút. Tại mình thích màu đen và trắng. Thích cái rõ ràng, thích sự rõ ràng. Mọi người muốn chụp ảnh với chú gì mọi người có thể qua 155 nghi tàm nhá. Mọi người nhá. Ok, các bạn đi qua đây, qua 155 nghi tàm này. Thế là chú sẽ thường xuyên ở đây. Giờ này chú cũng giãn bớt công việc rồi và chú muốn được ngồi một cái chỗ để cho cái tâm nó tĩnh lại. Và làm các công việc gốm xứ rồi vẽ, rồi viết thư pháp. Cháu là con trai chứ không nên chú. Cái gì? Cháu là con trai chứ không nên chú. Trái tim, cảm ơn bạn đã vừa tặng trái tim nha. À, trái tim dính trên đầu. Đúng rồi. Bạn Nguyễn Bảo Thường chào chú Hải. Ừ, bạn thằng Body ơi, thông tin chính thì sẽ ở những cái tài khoản tích xanh nha bạn. Còn tất cả những tài khoản tích xanh thì toàn là người ta câu like bất chấp thôi bạn. Chị cũng cảm ơn nha bạn. Ước gì được ngồi uống trà cùng anh, mọi người có thể qua trực tiếp lên nào. Qua uống trà mình có nhiều loại trà. Và mình muốn đang phát triển trà. Phương Anh ơi, mang trà sang đây Phương Anh. Phát triển có loại trà để làm. Tại vì bản thân là mẹ mình thì từ thời còn sống thì cũng đã chuyên làm trà. Thế bây giờ mình trở về thì mình cũng muốn làm cái gì đấy để nhớ mẹ thì mình cũng sẽ làm trà. Và mình đã đang công tác cả mấy công ty trà trên Hà Giang rồi, người ta rất có tiếng. Thế sẽ sản xuất ra các sản phẩm trà để dùng cho người. Xin chào bạn Nguyễn Thắng Giang. Đúng rồi, đúng rồi. Ngày hôm nay thực ra thì ngày hôm nay em muốn là nói chuyện. Thực ra thì là Thái hoa Thái, tất cả các sản phẩm xem em gắn luôn và combo em gắn luôn ở trên giỏ hàng. Còn để cho mọi người tự vào. Ai muốn tìm hiểu thêm thì qua cái cửa hàng 155 nghi tàm. Thì trên này là mình ngoài gốm sứ này, trầm hương này, thì mình có trà. Nếu mà mọi người đi qua chỗ 36 Hàng Con thì có thể thấy là vẫn có cái biển hiệu trà Bà Bánh. Là tên mẹ. Bên Nhật thì bạn inbox giúp mình nha. Bên Nhật thì bạn giúp mình nha. Đúng rồi, thời gian này thì vừa rồi thì anh Hải anh cũng bận nhiều việc ấy, nhưng bây giờ anh sắp xếp công việc anh chỉ muốn là gốm sứ này rồi những cái mà từ mà anh yêu thích này, trầm này, gốm sứ này, trà và mỹ phẩm này cho nam. Vì thực ra anh không thích lên mạng, vì có quá nhiều những cái mà thứ nhất là cái tiêu cực, với cả thứ hai nữa là có quá nhiều. Thực ra thì các bạn biết đấy, mạng thì nó có nhiều cái lắm. Xin chào cuộc sống 10 năm nha, cuộc sống 10 năm ơi, sắp xếp công việc của qua chị nha. Và cuộc sống 10 năm đấy cũng là một nhà phân phối của nhãn hàng HP đấy ạ. Và ngày hôm nay vừa khai trương thì ra trương lấy ngay thì đã ký ngay được với cả một anh là mà giám đốc kinh doanh. Xin chào mọi người. Mọi người xem giỏ hàng đúng rồi ạ. Mọi người hãy xem ở trong giỏ hàng và mọi người mua trong giỏ hàng. Ngày hôm nay em thực sự là hôm nay em muốn lên là để chia sẻ, để trao đổi, để nói chuyện và để giao lưu với mọi người. Mình cũng rất là lâu rồi không lên mạng với mọi người. Đó, chợ lên có sản phẩm đặc vừa với sinh viên. Có nha anh Duy ơi, tất cả các sản phẩm chỉ để giá cực